xin chào các bạn đang quay trở lại với channel Ninh Tito. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình khám phá ẩm thực của Quy Nhơn. Và ngày hôm nay không chỉ có mỗi bạn Sáng, chúng ta đã gặp nhau từ tập trước, mà còn có các bạn Thảo Nguyên. Em có thể gửi một lời chào đến các bạn đang xem YouTube của anh nữa. Xin chào mọi người. Mọi người nhớ subscribe và like cái video này nhé. Trời, em phải giới thiệu em tên là gì, em bao nhiêu tuổi. Sao lại đôi kêu gọi cho anh Ninh cũng được, mọi người nhớ like, share và subscribe nhé. Nhưng mà bây giờ tự giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, em tên là Thảo Nguyên, em sinh năm 2004. Em đang là học sinh lớp 12. Giới thiệu trường đi để bạn nào đang xem Quy Nhơn này, bạn ấy gặp người quen luôn. Dạ, em học trường Trung học Phổ thông Trương Vương. À, đấy, các Trương Vương ở... Các bạn nhớ nha, đang có bạn Thảo Nguyên ngồi đây. Và thôi, nói chung là năm cuối thì anh cũng hy vọng là em sẽ bình tĩnh tự tin bước vào kỳ thi. Còn ngày hôm nay thì để thi sang một bên nhỉ, chúng mình ăn uống cho thật ngon nhé. Dạ. Hiện tại thì chúng mình đang có mặt tại một quán hải sản có tên là Nghĩa Ghẹ. Thật ra thì khi mà đến với Quy Nhơn, mọi người hay ăn cái gì, em hay ăn cái gì? Dạ, em thì em hay ăn ốc. Ý là ốc ở quán nào? Quên. Dạ, em hay ăn ốc cua xí. Ốc cua xí hả? Em hả? Em ăn ở đường Mai Xuân Thưởng. Là mỗi bạn một quán. Thế hôm nay chúng ta sẽ đi một quán khác. Chúng ta ngồi quán Năm Nghĩa. Thật ra thì nổi tiếng ốc cua xí dã man, thật sự. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta... Dạ, cảm ơn ạ. Con cảm ơn. Đây là... gỏi. Gỏi ốc đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng mình sẽ có một đĩa ốc nhảy. Anh gọi ốc nhảy hấp gì? Hấp xả đúng không? Đây là um dừa. Đây là một phần gỏi ốc nè, đúng không? Đây là một phần ốc hương sốt bơ tỏi, ốc trứng muối. Còn đây là một phần ốc ngọt móng tay. Mọi người đã sẵn sàng với đôi tay này chưa? Hay mọi người sẽ ăn bằng đũa? Thật ra thì anh hay ăn bằng tay. Đấy là sở thích của anh, còn mọi người ăn bằng đũa thì tùy nhá. Ok, nào, mình sẽ ăn món gì trước nhỉ? Mình sẽ ăn món này trước đi. Ui, nhưng mà nó mà khép thế này thì chúng ta phải gợi ra kiểu gì? Ở ngoài kia hay có cái khều ốc mà bằng inox ạ? Trong đây có ăn bằng inox? Cái tăm đó. Nhưng tăm nhọn này cũng hay. Đây, nhìn thế thôi nhưng mà lấy ra rất dễ nha mọi người. Này, tại sao con này là, tên là ốc nhảy? Ở dưới biển nhảy nhầm không? Thế á? Xin mời nhá. Đây là cái phần vỏ này. Cái gọi là mắt ốc ấy, bên ngoài nó rất là nhỏ. Nhưng mà con này ăn dai dai. Em có thấy giống mực không? Dễ không? Anh thấy hơi giống mực nha. Cái này ngon. Sang đến ốc là sang một thế giới mà không còn cái giá kiểu mấy chục một đĩa nữa rồi các bạn ạ. Anh giúp mặt. Rồi, đây mọi người ơi. Nó sẽ có một cái phần này là phần vỏ, gọi là phần da ấy. Nó hơi đỏ đỏ như thế này. Em có hay đi ăn vặt không hả Thảo Nguyên? Có. Sáng thì anh biết rồi. Đã có hả? Thế bình thường em hay đi ăn món gì? Em hay đi ăn xiên bẩn. Từ từ. Xiên bẩn á? Dạ. Xiên bẩn có phải là mấy cái xiên cổng trường không? Dạ. Ở trong đây cũng gọi là xiên bẩn luôn hả? Dạ đúng rồi. Dạ. Bởi vì cái dầu của nó khá là bẩn. Chiên đi chiên. Cái dạ, xiên bẩn là cái xiên dầu rồi cá xiên nướng. Là sao ta? Là gọi là cá viên chiên. Là cá viên chiên xong rồi xiên vào cuộn que xong rồi dạ. Chiên đúng không? Dạ, chiên cái dầu rất là đen. Đúng. Thì ngoài kia cũng là xiên bẩn. Nhưng mà ăn ngon mà. Ăn mấy cái món bẩn ngon dã man. Các bạn thì sao? Các bạn ăn xiên bẩn không? Ngon tuổi thơ bẩn. Gì? Ngon nhưng mà bẩn. Ngon nhưng mà bẩn đúng không? Ăn nhưng mà một năm chắc ăn 2 lần được nha. Một năm ăn 2 lần ăn thôi á? Ăn 2 lần thôi. Ít thế. Đây con này ăn được cả đuôi này. Ăn đi không sao đâu. Cái phần này thì các bạn sẽ thấy là cái nước dừa thật ra ở đây có cả cốt dừa cơ. Nó sẽ khá là ngậy. Nhưng mà ăn cũng thơm vì nó có cả xả nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thử đến món này đi. Món này đi. Đây. Ốc hương. Ốc hương. Mọi người ơi, mọi người sẽ thấy cái phần trứng muối nó như thế này. Đó, màu nó rất là tự nhiên. Ôi, có vẻ là béo ngậy đấy. Nào, xin mời. Đầu tiên thì mình sẽ nếm thử cái sốt trước nha. Da mà không đen chứ làm trắng như em. Ngậy nha, hơi cay cay một xíu nha. Đáng nhẽ cái này hay chấm với bánh đa đúng không? Bọn anh bình thường ăn được cái này hay chấm với bánh mì, nhưng trong đây lại không ăn với bánh mì. Chấm
nay em bánh tráng luôn. Hôm nay bánh tráng luôn đúng không? Bánh tráng everywhere. Đây mọi người ơi, ốc hương mọi người cố gắng lấy hết cả cái phần đuôi của nó ra nhá. Nó rất là thơm và ngậy ấy. Đó, như thế này. Quét nốt một chút sốt. Hay thôi, đây mình sẽ xin một chút sốt từ đây nha. Úi trời ơi. Ngon phết. Mỗi tội hơi nguội, bởi vì mình đã để ở ngoài gió quá lâu. Cái sốt này ngon. Bình thường ăn sốt trứng muối này không hay cay cay đâu. Ở đây thêm một chút cay và cũng hợp lý. Nó mà nóng chắc ngon hơn. Ừ, nó mà nóng chắc ngon hơn. Có ngon mà ốc cô xí không? Nó ngon hơn chứ. Ngon hơn đó. Không, khen thật lắm đi. Tại riêng cái này là cô xí không có thôi. À, cô xí, nếu mà xem được clip này. Mỗi thứ, mỗi quán có một cái riêng. Ui dồi ôi. Và đây gọi là có tiềm năng để làm food giống anh rồi. Mình khen hoặc mình chê theo một cách rất là khéo léo. Không, nhưng công nhận mỗi một quán sẽ có một cái vị ngon khác nhau. Nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ốc móng tay đi. Nó bị tụt ra ở ngoài. To thế, con này to dã man. Mình ngồi ở đây mình tự lấy nhá. Anh không thêm vị ai đâu. Đây mọi người ơi, cái này là xà bơ tỏi. À đâu, cháy tỏi. Chiên tỏi. Thơm đấy, cái gì ăn với tỏi cũng rất là thơm. Nhâm mì không? Ngon. Gọi là đẫm mồm luôn. Con này rất dày thịt nhá. Ăn đi. Cái tỏi nó cũng thơm nữa cơ. Tỏi chiên rất thơm. Quán này là cái anh chủ homestay của anh ấy. Anh ấy giới thiệu sang ấy. Bảo em đi ăn thử nghĩa ghệ đi cho nó khác. Vì ăn không anh được cay. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử đến món cuối cùng là món gỏi ốc nha. Em thử món này bao giờ chưa? Dạ rồi. Thử chưa? Em thử rồi. Rồi, thế để cho anh tự ăn tự cảm nhận. Dạ, ok. Đây mọi người ơi, món mới. Chúng mình có một đĩa càng cúng núng nha. Đây. Sao nhìn giống con cụ cù kỳ đấy? Con đấy gọi là cụ. Hay là anh ấy không biết tên? Anh đi Hạ Long chuyến vừa rồi nhá. Cái anh lái tàu ấy, anh ấy bảo đây là con cụ của cù kỳ. Hay là cù kỳ trắng. Nhưng mà hóa ra đây là con cúng núm nha mọi người. Nhìn cái càng này nhận ra luôn này. Nói chung là phải đi nhiều thì mới biết được. Cái tăm của anh đâu nhỉ? Đây, nào chúng ta sẽ cùng thử gỏi ốc. Trong đây là con ốc gì? Đây là ốc rắc. Cái con to to xong phải thái miếng ra để ăn cho nó đỡ dai đúng không? Đây, cho anh thử trước nha. Để anh đeo hương vị nha. Không dai vì được thái mỏng. Hành khô với cả xoài với cả một chút rau răm rất là hợp. Ngon. Anh ăn được. Rồi. Nào, hỡi những người bạn hiền, chúng ta sẽ cùng ôn lại kỷ niệm Hạ Long với món càng con cúng núm. Là con cúng núm nhá. Tiếp là cái tập đấy lên sóng rồi. Nếu mà nó chưa lên sóng là mình đã sửa được clip rồi đây. Ơ, thế thì để anh kẹp cho xong anh đưa cho các bạn. Hôm trước ăn trên tàu ấy, lúc 9 giờ đêm ấy, anh phải cắn bằng răng luôn. Trên tàu không có gì để kẹp hết. Nhưng mà mọi người sẽ không ăn thịt cái con này. Mọi người bảo là nó không ngon ấy, nhưng mà anh thấy thịt con này ngon mà. Thật ra là ở quán này có rất nhiều hải sản khác. Nhưng mà chúng mình quyết định đây chỉ là một bữa ốc thôi. Nên là chúng mình không gọi hải sản. Bọn em đã bao giờ thử trải nghiệm đi câu một cái gì đấy xong rồi ăn luôn trên tàu chưa? Dạ chưa. Nếu mà có dịp đi Hạ Long, ra Bắc chơi. Mà nếu mà anh Ninh rảnh, anh Ninh có thể dẫn đi. Kinh nghiệm đầy mình. Dạ chưa. Đó thì ra đi thử trải nghiệm, cũng thích lắm. Ôi dồi ôi mọi người ơi, quay đi quay lại anh đã thấy quán đông dã man. Mà buổi tối đi, anh hôm qua anh đi dọc cái đường Xuân Diệu ấy, quán nào cũng đông. Không có quán nào không đông cả. Nên nghĩ rằng là buổi tối ở đây thói quen mới đi ăn nhậu khá là nhiều. Và thực sự cái địa điểm này với anh thì anh thấy ok để ăn. Anh có thích không? Thích. Em thích không? Đấy, đấy, ba người cùng thích thì các bạn có thể ghé có thể đưa cái quán Nghĩa Ghệ này vào một trong những cái quán bán ốc và hải sản các bạn có thể thử tại Quy Nhơn. Đó, còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với cả các bạn quay phim ngồi đằng sau máy ăn.
trải nghiệm. Và lát nữa chúng mình sẽ gặp nhau ở một quán nào đó tiếp theo. Trước khi chúng ta đi ăn cơm, phải đi uống nước hay đi chơi gì bời gì chứ. Thôi ăn nào, ăn nào. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here. Now you can't go back home. You love it when I get so high and drop that ass so low. Make you sit right here, nah, you can't go back home. I'm cranked up and I'm banked up and I'm hella faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it. I'm cranked up and I'm banked up and I'm hella faded. You bend it down and you poke it up and you elevate it. Được chưa? Được mấy cô bé đó? Em được chai, bởi vì em được chai. Được má hả? Chờ em xíu mại này, sườn này. Ơ, đấy là pate à? Dạ. À, bì. Dạ. Bì trứng luôn đấy à? Dạ. Ôi, cho em ít cơm, rất ít cơm. Dạ. Ờ, vừa vừa thôi ạ. Mắm gì em, mắm gì em? Ờ, cái này này, sườn này. Ờ, cho em ăn nạc đi. Chị cho chị chọn. Chọn cho em nha. Dạ. Mình. Dạ. Ok, cho em dưới cho em một ít nước nha. Xong rồi, cho em thêm cả canh khổ qua. Dạ, em cảm ơn. Chầu ơi. Chầu ơi. Chầu ơi. 12 giờ kém 10 và chúng mình đang có mặt tại khu vực cảng cá. Và bây giờ thì đang có rất là nhiều. Ở chỗ này có tận 3 bát cơm. Chúng mình đi ăn cơm cả buổi đêm mọi người ạ. Thực sự thì em đã ăn bao giờ cái cơm này chưa? Em ăn rồi. Em ăn trong cái bối cảnh như thế nào? Đi chơi về muốn. Mọi người ở đây thường hay đi chơi về muốn. Thì ăn mình tắt kéo nhiều người xung quanh này cũng vậy. Đúng rồi, tại vì anh thấy dân lao động thì ít. Mà các bạn trẻ thì nhiều, xong rồi cũng kiểu ăn mặc cũng để ý một tí. Nhưng mà chị chủ này được cái hay nha. Em đẹp gái ơi, em đẹp trai ơi. Xong rồi chị ấy bị trêu mà kiểu tâm lý rất là vững luôn. Thì mình nghĩ rằng là thực sự người ta đã bán ở đây bao nhiêu năm rồi. Và thực sự nhìn cái quầy cơm của chị ấy có rất nhiều món, nhiều kinh khủng khiếp. Đến mức mà mình phải bảo chị ấy là thôi chị chọn cho em đi. Tại vì nhiều món quá. Thì đây, phần cơm của em có những cái gì? Em hả? Em có sườn, gà, lòng. Với lại cái gì đây? Em không nhớ. Chị bảo đây là bì. Nhưng thật ra đây là kiểu dạng pate ấy. Thôi pate trứng á. Đó. Gà hả? Anh cũng có gà này. Anh có sườn này. Anh có cả sườn kho này. Sườn. Đó, rau. Em không ăn rau hả? Em có. Em rau chứ. Quán này thì ngày xưa thấy bảo là mở cho dân lao động đúng không? Gần cảng này anh, là mọi người hay tới đây ăn á. Chắc ngày xưa kiểu thuyền chài đi đánh cá các thứ về họ sẽ ăn ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì chắc cái mức giá nó cũng không cao lắm. Mà tại sao người ta có thể nhớ được cái mức giá nhỉ? Gọi là cứ gọi thôi. Em không biết luôn. Em cũng đi ăn nhiều xong rồi đến lúc ăn xong rồi chị ấy ra chị mới tính tiền. Mà mình hỏi cái chị chạy bàn là chị ơi làm sao để chị bán hàng chị có thể nhớ được. Chị bảo nó nhớ nên nó bán bao nhiêu năm nó nhớ. Bán bao nhiêu năm. Nhưng mà chị nó hay lắm anh. Sao? Em cũng thử một lần, em cũng thử ăn ở đây chắc cũng mấy lần. Mấy lần rồi. Nhưng mà chị nó vẫn tính tiền vậy. Thế ăn hả? Xong chị mới tính. Đây, ngoài ra thì mình có gọi thêm một ly rau má, đúng một ly sữa đậu ở trong đó. Xin mời. Xin mời. Em đã có hứng ăn chưa? Em rồi. Thật ra là tối nay ăn ốc nó cũng lửng lửng lúc tầm 6 giờ. Bây giờ cũng hơi đói đói rồi, nên là chúng mình sẽ cùng thưởng thức nhé. À, chúng mình còn có cả một bát canh khổ qua và một chén, đây là đu đủ muối mắm cà. Sao phần cơm của anh ngon thế ạ? Phần cơm của anh có cả cá nục với cả trứng kho ạ. Ngon thế, tí nữa xin miếng cá nục nào. Xin mời nhá. Xin mời anh. Em có hay ăn đêm không vậy? À, ủi, của anh có cả một viên xíu mại nha. Đố em có xíu mại nha. Muốn ăn thử không? Có. Đây, anh chia cho. Đây.
nhìn cái gì cũng muốn ăn ấy mọi người ạ. Em xem. Thật ra cái này kiểu ngoài kia hay gọi là cơm bụi á, cơm phần, cơm suất các thứ á, nhưng mà ngày xưa hay gọi một từ dân dã là cơm bụi. Cơm bụi. Ừ. Thơm thế, xin mời nhá. Dạ. Xin mời mọi người cùng ăn đêm với chúng mình nhá. Xin mời anh ăn nhá. Viên xíu mặn mềm quá. Nhưng mà vị nó đậm đà nhá. Vị nó đậm nhá. Cái gạo này thì là cái gạo mà nó hạt tơi tơi mọi người. Đúng rồi. Nó không dẻo. Ừ. Nhưng mà ăn kiểu này lại hợp. Anh thấy đậm. Đậm. Sau đợt này mà ăn rồi phải nói anh sẽ ăn mạnh hơn. Cái này cũng đậm nha. Nhưng mà thơm. Thơm. Cái phần bì trứng này nè. Ôi nhưng mà đậm thật đấy. Mình sẽ lấy mắm cà. Cà tím. Ơ, đây là cà nhỏ nhưng lại màu tím ha. Em ăn cà không? Em không ăn được cà, em ăn được cái này. Ngon hết. Mắm cà còn không mặn bằng thức ăn. Ôi, cái mắm này cay. 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 Ơ, của em cũng có lòng gà này. Của em cũng có. Hình như cái này chị cũng cho vào vì nó ngon hay sao ấy. Nhưng mà lòng nó hơi mùi. Không thích lòng lắm. Sườn ngon quá. Cái vị nó vẫn giống như ngày nào. Thế à? Dạ. Không thay đổi. Nhưng mà thật ra là đây là nghề chính của chị ấy. Và chị bán mười mấy năm rồi. Thì hơi khó để kiểu chán đi này. Chán đi có khi là do tâm trạng. Hoặc là do hôm đấy tâm trạng của em đến ăn nó cũng không ngon nữa. Đúng không? Ví dụ anh thấy buổi đêm ở đây mọi người hay đi bar club các thứ lắm. Xong qua đây ăn là ngon rồi. Đúng không? Mọi người đi làm thì chắc cũng khoảng sáng mới ăn. Còn giờ này thì em nghĩ là chưa đâu. Chỗ này bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Em nghĩ là bán tới mấy giờ sáng mới nghỉ á. Mọi người ạ. Các bạn. Mọi người ạ. Mọi người đi từ cuối cái hàng rào đầu ngõ, Ninh không nhớ là 101 Trần Hưng Đạo hay bao nhiêu, nhưng mà Ninh sẽ bán lại cái địa chỉ chính xác ở đây. Các bạn đi vào một đoạn, các bạn sẽ thấy cái chỗ bãi để xe, các bạn để xe ngoài đó. Rồi các bạn đi bộ vô đây. Đi men theo một con đường nha. Bởi vì cái cổng chính người ta đóng cửa rồi. Đó. Tuy nhiên có điều rằng là ngay ngoài mặt đường cũng có một quán cơm. Cũng là cơm cảng, nhưng mọi người bảo là nó không ngon lắm. Dạ đúng, nó không phải lâu như ở trong này. Cái nó mới mở. Thì nên nghĩ là mọi người đã mất công đến đây rồi. Đặc biệt là đi ăn đêm, khám phá ẩm thực đêm rồi. Mọi người hãy đi vào trong đây để có thể ăn thử cơm. Và có được ngắm tàu thuyền qua lại không ha? Dạ có. Nhưng thì mà mình phải chịu khó đi đây. Bẩn không? Em nghĩ là hơi hơn. Nhưng mà thật ra thì đi trải nghiệm. Đã mất công đi ra đây rồi. Mà trong đây không chỉ bán mỗi cơm. Lúc nãy nên nhìn ngoài kia còn bán cả cháo lòng, bánh hỏi, rồi cả bánh xèo tôm nhảy. Nên là rất là nhiều option với cả rộng, hay gọi là đậu xanh rau má. Đậu xanh rau má. Đậu má. Sữa đậu của em ngon không? Em ngon. Không nặng bụng lắm đâu nhá. Cũng vừa vừa, hay là tại anh xin ít cơm? Thôi, tí nữa anh hết rồi anh sẽ biết. Khổ qua này. Phần của anh là 40 ngàn á. Phần của em là 30. Thường từ 25 đến 40. Ngon nhỉ? Anh thích ăn khổ qua dã man luôn ấy. Ngon quá mọi người ơi. Nhất là đi ăn vào cái giờ này nữa. Đói đói các bạn đến đây ăn, các bạn sẽ cảm thấy là khẩu vị của mình mặc dù mặn so với khẩu vị của mình nhưng mà nó vẫn ngon. Nó vẫn đủ hấp dẫn luôn ấy. Giống. Ngon mà, ui sườn ngon lắm. Đó phải thành cơm tấm ở đầu nhà. Cơm tấm sườn bị cả.
vậy là hành trình khám phá ẩm thực và du lịch tại Quy Nhơn Bình Định đã kết thúc. Không biết là các bạn có bỏ lỡ tập nào không? Đừng quên theo dõi series Ninh Travel ở tất cả các địa điểm du lịch cũng như là những thành phố có ẩm thực ngon tại Việt Nam vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy hàng tuần lúc 10 giờ 30 sáng. Chắc chắn là chuyến này thì Ninh sẽ không thể nào mà có thể truyền tải hết tất cả những cái ẩm thực ngon, những cái món ăn cần phải ăn khi mà đến Quy Nhơn. Thì ngay bây giờ Ninh sẽ giới thiệu cho các bạn những cái địa điểm còn lại mà Ninh chưa thể đi được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Ninh, cũng như là follow Ninh trên Instagram và fanpage Ninh Eating và TikTok Ninh Tito. Xin chào và hẹn gặp lại.